Vậy rồi. Mở cái đầu thử, mở cái đầu thử tách. Mở cái đầu tách phía dưới nữa. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây khi mà các bạn cài xong cái web thì chú ý lại chỗ này giúp thầy. Khi bạn cài á thì bạn sẽ chọn là Enterprise Java and Web Developer. Chọn cái phiên bản này giúp thầy. Và sau khi cài xong thì cái thư mục mà Tomcat á thì bạn có thể lên mạng bạn search cái Tomcat về. Còn cái mà thầy gửi cho các bạn rồi, ở đây cái phần Tomcat này nó là một cái thư mục. Vậy thì các bạn sẽ đâu rồi ta? Đây. Các bạn sẽ tải về và các bạn dãy nén ra. Và chú ý giúp thầy là cái dãy nén của các bạn, tất cả những gì mà liên quan đến Java thì các bạn cố gắng là đừng có để có cái thư mục nào đó là tiếng Việt. Kể cả cái ổ C, kể cả cái document của các bạn, nó cũng để thành tài liệu. Nếu mà bạn sử dụng Win mà phiên bản tiếng Việt á thì nó tự động Việt hóa mấy cái đó. Mà trong đường dẫn mà có tiếng Việt thì nó sẽ lỗi, nó không chạy. Cho nên cố gắng là sử dụng, bạn nhìn ở phía trên này nè, xem thì nó có cái tiếng Việt không. Và thầy đã giải nén cái Tomcat này vô đây, ODC. ODC thư mục Tomcat sau khi giải nén xong. Và khi mà chúng ta có giải nén rồi thì các bạn vào Windows, các bạn chọn Reference. Và nếu như các bạn chưa thấy thì chỗ này các bạn sẽ search từ server. Bạn gõ vô đây, bạn search chữ server. Thì dưới này nó có server, chọn Runtime. Đây, lúc đầu là chưa có ha. Chưa có. Thì các bạn bấm vô cái nút add này. Và nó sẽ hỏi rằng là bạn sẽ add cái gì. Nó có rất là nhiều cái thư viện mà bạn cần phải đưa vào. Và chúng ta chọn là AVG. Trong này các bạn chọn cái phiên bản của Tomcat. Cái này là bạn sẽ đưa vô cái máy ảo nè. Còn ở đây chúng ta đang dùng Tomcat, tức là web server. Vậy thì cái phiên bản mà bạn đang up, bạn đang extract ra ở bên này là bao nhiêu? 9.0. Thì ở bên Elite bạn cũng chọn 9.0. Còn 9.0 mấy thì không quan trọng. Chọn Next. Nó sẽ hỏi rằng thư mục mà bạn chứa Tomcat là ở đâu. Thì các bạn chọn Browse, tìm đến cái thư mục mà hồi nãy mình dạy nén đó. Và thầy đã add rồi cho nên thầy không có bấm Finish. Ha, đến đây mình bấm Finish thì nó sẽ ra đây. Rồi, xong. Như vậy là mình đã thêm được Tomcat, thêm được server vào cho Elite.